Phút thi trai cả thịt xỉn trong vai sự rá lơm, Davika Honey trong vai Kitika cân hạnh. Chặt rin tân quan kịch tỷ trang trong vai xả xả in. Cà rí xả Brinket trong vai Chanarati hổng. Bên bắc sĩ rì khun trong vai Prem Yuda. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Mùa hè của Hồ Ly. Cậu có hút thuốc trong trung tâm không? Tôi chưa từng hút thuốc trong trung tâm. Cậu bị đuổi việc. Tới khi nào con mới hiểu cho mẹ vậy hả Cân Hạnh? Chắc là khó đó. Muốn con hiểu cho người mẹ đã bỏ chồng và con của mình đi ở với người đàn ông khác vì vinh hoa phú quý. Nghe có được hay không hả? Dạ. Bác sĩ, qua đây. Anh không được đi. Mời bác sĩ. Dạ, đa tạ. Quá đáng rồi đó. Anh Sira, dừng lại. Có chuyện gì cần giúp đỡ không cô? Không có gì. Đi thôi bác sĩ. Dạ. Để anh Sira. Nè cô, rửa tay chưa? Vừa mới rửa 10 phút trước bằng gel alcohol. Nếu hỏi bộ phận nào của cơ thể đã sát khuẩn thì chắc chắn tay là đầu tiên. Nhưng chủ tịch không còn ở đây nữa. Vậy chủ tịch đã đi đâu rồi? Bác sĩ Chao kêu tôi hỏi. Nè, tôi kêu còn hỏi khi nào vậy? Tôi không nói, bác sĩ Chao kêu tôi nói mà. Ôi thiệt. Ôi trời, sao lại nhìn tôi bằng bộ mặt như vậy? Trời ơi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì không có ai chữa bệnh cho cậu xí ra đâu đúng, đó nha. Đúng vậy. Bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc chủ tịch đã đi đâu? Cháu trai của tôi ra khỏi đây từ lúc nào vậy hả? Cậu ấy rời đi 10 phút rồi, vừa mới đi trước khi bà tới đây. Nhưng người của tôi nói nó bị bắt mà, sao nó ra ngoài được chứ? Cậu xả xạ liên hệ với luật sư riêng của mình để được bảo lãnh rồi. Dạ thưa chủ tịch, tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này thưa bà. Bà chủ tịch không gặp được cậu Điên đúng không? Tôi vẫn chưa nói gì hết mà, sao cô lại biết? Thì bắt buộc phải hủy bỏ thật hay sao anh Sira? Mà hả? Dạ. Mau đi kêu người ta hủy bỏ buổi ra mắt trang web hôm nay đi. Bắt buộc phải hủy bỏ thật sao anh? Chủ tịch ra mắt dự án này để cho Dean nhận chức giám đốc của trung tâm thương mại, nhưng mà Dean lại biến mất đi đâu không biết. Chắc là phải hủy bỏ rồi. Vậy anh có cần đích thân xin lỗi các khách VIP hay không? Dạ, vậy để tôi lo liệu chuyện này. Sao rồi hả ma hả? Nè, nói bao nhiêu lần rồi, nếu không muốn gọi tên đầy đủ thì gọi biệt danh cũng được. Đừng có mà cắt tên của tôi ra như vậy, hiểu chưa? Nghe cứ như là có lỗi không bỏ công ra giúp sư thầy xây chùa vậy. Nói lại, gọi tôi là
Chép. Chép? Đúng rồi, chép. Biệt danh sao? Phải. Ôi, nghe cũng ngầu ha. Thế còn phải nói, tên không đụng hàng. Có ý nghĩa gì không? Chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là đặt vậy thôi. Anh nghĩ tôi muốn biết thật sao? Tôi hỏi thật anh là anh nghĩ tôi muốn biết thật sao? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã gặp được cậu Điên chưa thôi. Nếu gặp rồi á, thì bà chủ tịch đã không gọi điện thoại cho anh xí ra rồi. Ồ, chủ tịch biến từ hoàng tử chính sang hoàng tử phụ rồi sao? Đúng là lên cho xuống chó đó. Không phải nói, đúng rồi. Tội nghiệp anh xí ra ha. Biết là không phải cháu ruột, nhưng mà cũng là cháu mà. Nhưng tôi thấy bà Rêm chú Đa bảo cái gì thì anh xí ra cũng phải làm theo hết. Nói thật là nếu không muốn yêu thương thì chủ tịch cũng nên đối tốt với anh xí ra một chút chứ. Chủ tịch cũng đối tốt với anh xí ra mà. Tại hôm nay bà ấy nghĩ rằng sẽ gặp được cậu Đinh, nhưng mà cuối cùng thì không được gặp. Cân Hạnh, mẹ cứ nghĩ là sẽ không được gặp con nữa rồi chứ. Con chỉ chờ để hỏi mẹ rằng phòng này có đủ VIP với phu nhân của KKBB hay không. Con có mệt không? Thì cứ phải nghĩ cách xỉa xói mẹ. Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, nói năng tử tế với nhau không được sao con? Mẹ có biết là mình bị bệnh gì không? Biết chứ. Bác sĩ nói mẹ bị to tim. Dạ, bác sĩ có nói với con là mẹ không chịu điều trị. Con lo cho mẹ hả? Con chỉ muốn hỏi mẹ là tại sao mẹ không chịu điều trị thôi. Thì tại mẹ không biết điều trị để làm gì. Làm gì tiền của mẹ? Giống như lúc mà mẹ rời bỏ con và ba vậy đó. Con về sống với mẹ có được không Cân Hạnh? Vé máy bay Bangkok Milan. Vậy hả ba? Cô Rin. Vậy hổm không đi theo đâu nha, mất thời gian. Khi nào gần chết rồi hổm sẽ tới xem. Sao có thể nói như vậy được? Con nghĩ ai cũng chăm sóc con từ trước tới giờ. Cô Rin, phải cắn răng chịu đựng cái tính ngang bướng của con, tính cách mà đôi khi ba còn không thể chịu được. Bà ta chịu đựng là vì tiền của ba thôi. Thôi cái suy nghĩ như vậy đi. Ba ơi, thời đại này không có ai làm gì miễn phí đâu.
Bà ta nhận tiền từ ba mỗi tháng, cũng giống như mết ta thôi. Nhận tiền của ba rồi, tới giúp việc cho hỏm là chuyện đương nhiên. Thôi, ba cố gắng chiều hỏm mọi chuyện. Ba tôn trọng hỏm, thì hỏm cũng phải tôn trọng ba và vợ của ba. Còn vào thăm cô Rin với ba ngay. Ba ạ. Em à. Hả? Em à, em thấy sao rồi? Anh với Hỏm vừa trở về từ Thượng Hải thì tới đây thăm em liền đây. Em có ổn không hả? Em ổn mà, em đã khỏe hơn nhiều lắm rồi anh à. Ba ơi, vợ của ba trông có vẻ không bị gì hết mà. Con thấy vẫn còn bình thường mà. Nè, cô nghĩ không ra là nên dùng tiền của ba tôi để làm gì sao? Lại đi giả bệnh nằm viện như vậy, là để nhận được sự quan tâm từ ba tôi sao? Hỏm, bà sắp hết kiên nhẫn rồi đó nha. Anh à, cảm ơn anh rất nhiều vì đã vội bay trở về đây. Anh à, không phải con gái của em đưa em tới bệnh viện cấp cứu sao? Vậy con bé đâu rồi? Ba à, ba đừng nói là ba kéo con tới sân bay về Thái trong khi con mệt gần chết, rồi kéo con tới đây để đón Cần Hạnh nha. Mình cô ăn bám ba tôi chưa đủ, còn kéo thêm con gái tới nữa sao? Con không cần phải lo đâu mà. Con gái của cô không muốn dính dáng gì tới gia đình của con hết á. Nó vừa mới về hồi nãy thôi. Con bé không chịu ở lại đây sao? Đúng vậy. Cần Hạnh không muốn bị anh xem thường. Nó sẽ ra nước ngoài sống như từ trước tới nay. Con đổi ý rồi mẹ à. Nè Cần Hạnh, con định sẽ ở lại đây với mẹ. Hả? Con đã nghe mẹ con nói là chú muốn con tới công ty làm việc sao? Ừ. Ba à, ba à, ba có nghe Hỏm gọi không vậy? Ba à, ba à, ba không thể để cho Cân Hãnh làm quản lý bộ phận thiết kế được nghe con đi. Tại sao lại không được chứ? Khánh Hãn là một nhà thiết kế tài ba ở Milan. Con bé đủ kinh nghiệm để thiết kế trang phục cho hãng thời trang của chúng ta. Cô ta chỉ tới sống ở đất nước cô ta học thôi. Còn việc ở Milan không có nghĩa là cô ta là một nhà thiết kế giỏi đâu. Nếu như cô ta giỏi thật thì sao cô ta phải mặc giày tới xin việc chỗ chúng ta? Phải quay về bên kia chứ. Khánh Hãn không xin việc của chúng ta. Ba là người đề nghị vị trí đó cho nó. Vừa nãy con cũng nghe thấy rồi mà. Vậy mới nói. Có thành tựu gì hay không cũng không biết, kinh nghiệm thì cũng không hề có. Ở bên kia có thể cô ta không làm gì về thiết kế thời trang cũng nên. Có thể là khỏa. Đừng để ba nghe những lời như vậy nữa. Nếu như ba có thể cho Cân Hãnh vị trí đó được thì ba cũng phải để cho con lên làm quản lý bộ phận marketing của công ty đi. Nếu như con muốn thăng chức như mong muốn thì phải có được thành quả lớn lao cho ba thấy cái đã. Lớn tới mức không ai có thể phản đối được. Thành quả lớn lao cho ba, Hỏm phải làm gì đi? Sắp tới ba muốn hợp tác làm ăn với lại GU Group. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm vì đã ở lại với mẹ. Con ở lại không phải vì mẹ. Con ở lại là bởi vì chỉ để chọc tức một vài người thôi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ đi gọi y tá tới chăm sóc cho mẹ. Cân Hạnh à, con định đi đâu vậy? Giờ con chưa ra nước ngoài đâu, con chỉ đi giải quyết công chuyện thôi. Vậy thì Cân Hạnh đi làm công chuyện giúp mẹ một chút được không con? Mẹ muốn con đi làm công chuyện ở đâu?
đầy trung tâm thương mại. Sao cứ phải là chỗ này chứ? Hôm nay mẹ có hẹn lấy nhẫn ở trung tâm thương mại Gu Center đó con. Cần Hạnh đi tới đó lấy nhẫn giúp mẹ được không vậy hả? Giao tới từng củ nha. Được nè, lấy cây không? Không lấy cây đâu. Ok không cây đó nha. Ok, giao nhanh nha. Anh xí ra à? Bây giờ anh định ra ngoài hả anh? Đường đường là một thư ký mà không biết lịch của tôi sao? Như vậy thì nên trừ lương cậu hay là nên đuổi việc đi? Trừ lương là đủ rồi đó anh. Lấy phần trừ đi đó cộng vào cho rốt đi. Vì rốt biết anh xí ra sẽ đi đâu. Nghe cho kỹ đây, anh Sĩ ra chuẩn bị đi họp với khách hàng ở khách sạn đó mà hả? Lại gọi ma hả nữa, coi chừng tôi tụng kinh cho nghe bây giờ. Thật ra tôi hỏi vậy không phải là vì tôi quên lịch của anh Sĩ ra đâu. Tôi muốn nói với anh Sĩ ra rằng hôm nay anh có lịch hẹn với lại cô Sanja, con gái duy nhất của ông Warut, chủ công ty AA Corporation. Tôi vừa mới hẹn gặp vào tuần trước mà. Cô Sanja là người hẹn cả hai buổi hẹn, nhưng mà anh Sĩ ra chưa từng tới buổi hẹn một lần nào. Nhưng mà lần này anh Sĩ ra không thể hủy hẹn được nữa rồi. Dạ thưa anh Sĩ ra. Không phải cậu nói rằng cô Sanja đã tới rồi sao? Tôi đợi cũng đã được 15 phút rồi đó. Cô Sanja ngồi ở đâu trong quán vậy? Thì thư ký riêng của cô Sanja gọi điện thoại với tôi nói là cô ấy tới rồi. Chưa gặp mà đã nói dối rồi. Anh Sĩ ra bình tĩnh đi, đừng có nóng giận. Hãy nghĩ tới mặt mũi của chủ tịch trước đi. Bởi vì chủ tịch là người ra lệnh cho anh Sĩ ra tới đây gặp mặt và làm quen với cô Sanja mà. Hay là vậy đi, trong lúc ngồi chờ đợi, anh Sĩ ra ngồi kiểm tra công việc trước nha. Chút xíu nữa thôi là cô Sanja sẽ tới mà. Tôi đi sang phía bên kia để đón cô Sanja nha. Không làm phiền anh nữa. Trời ơi, sao chưa tới nữa? Nếu trong 15 phút nữa mà người của mẹ chưa tới thì con sẽ đi về đó. Xin chào anh Sĩ ra. Cô Sanja. Xin chào cô. Thư ký của cô nói với thư ký của tôi là cô đã tới đây lâu rồi. Dạ thật ra là Sanja đã tới đây lâu rồi, nhưng mà tôi vào nhà vệ sinh, thật sự xin lỗi nha. Mời cô ngồi. Dạ. Sanja để anh đợi lâu như vậy, anh có tức giận không? Không giận đâu. Trong lúc tôi ngồi đợi cô, tôi cũng tranh thủ làm việc luôn. Vậy thì Sanja để cho anh làm việc cho xong trước nha. Dạ. Cô ơi, xin lỗi cô không vào được. Tôi chỉ vào nói chuyện xíu thôi. Xin lỗi thưa cô. Cô tới để tìm ai vậy? Tôi tới nói về chuyện kinh doanh với anh Sĩ ra. Không biết cô có lịch hẹn trước không? Đẳng cấp như tôi không cần hẹn. Cô đi nói với anh Sĩ ra rằng tôi là Chanarati, con gái duy nhất của ông bà Phớp, chủ công ty sản xuất quần áo KKPP, bán chạy nhất Thái Lan, cần gặp mặt bàn công chuyện. Làm ơn hãy nói lại, tôi ghi không kịp rồi. Chắc
tôi không thể nói với anh Sĩ Ra được rồi. Cô không nói được thì tôi vào cũng được. Là anh Sĩ Ra không có ở đây. Anh ấy đâu? Thôi không cần dọn. Không biết anh định làm việc tới khi nào đây? Thêm khoảng chừng 2 tiếng nữa thôi. Cái gì chứ? 2 tiếng nữa? Anh có gì không vừa ý với tôi hay sao? Không có đâu. Anh không vừa ý vì tôi cố tình tới trễ nên anh mới làm như tôi là không khí như vậy. Việc cô tới trễ hẹn đúng là không lễ phép. Nhưng mà cô đã xin lỗi, tôi cũng đã tha lỗi rồi mà. Đây mà là tha lỗi sao? Vậy việc anh đang làm là có ý gì hả? Cô nói là cô sẽ đợi tôi làm việc cho tới khi xong việc. Tôi nói như vậy cũng chỉ là vì phép lịch sự thôi. Anh hẹn tôi ăn tối nhưng lại để cho tôi đợi 2 tiếng. Vậy không phải là xem thường tôi quá sao anh Sĩ Ra? Ở nhà không có ai dạy dỗ anh sao hả? Cô Sanh Gia, việc tôi tới gặp cô, một là vì bà chủ tịch yêu cầu, hai là kính trọng ba của cô. Tôi nói rõ mong cô không hiểu lầm. Anh đừng nghĩ anh là phó chủ tịch của Chiêu Center thì là người rất cao quý nha anh Sĩ Ra. Tất cả mọi người trong giới kinh doanh này đều biết anh là đứa trẻ được chủ tịch nhận về nuôi. Nếu vậy thì chắc là tôi không xứng đáng với cô Sanh Gia đâu. Từ lần sau đừng hẹn gặp tôi nữa nha. Cô cứ thử kiểm tra hàng đi. Anh Sĩ Ra, tình hình thế nào rồi? Không có gì hết. Cậu cứ quay về chỗ cũ, tôi làm việc tiếp. Dạ. Gọi điện cho Rosarin, lát nữa tôi sẽ về làm việc ở văn phòng. Dạ, tuân lệnh. Không biết đã đuổi bao nhiêu phụ nữ nữa. Mình muốn biết trên đời này có phụ nữ nào có thể làm cho ông chủ rung động không. Cô xin lỗi tôi ngay. Anh có bị điên không vậy? Anh muốn tôi đi xin lỗi người đã mắng mẹ của mình hả? Anh có dùng não để nghĩ hay không vậy? Thật ra nếu anh không nói mẹ anh là chủ cửa hàng trang sức Kim Cương thì tôi không nhìn ra anh là con nhà giàu luôn đó. Anh ăn nói kiểu như gia đình không có thời gian dạy dỗ, anh không được ăn học đàng hoàng nên nhân phẩm mới thấp kém như vậy. Lại là cô ấy sao? Cô quá đáng lắm rồi nha. Như vậy vẫn còn ít đó. Nhớ kỹ vào đầu của anh nha. Đừng nghĩ bản thân giàu có rồi phụ nữ đều muốn anh. Đặc biệt là tôi. Tới cả con trai gia tộc Cua Kịp Chạ Rơn tôi cũng từng bỏ rồi. Xin lỗi cô nha. Ôi sếp tôi. Cái gì với nhau thì tôi không quan tâm, nhưng mà đừng có nhận dơ tới người trong gia tộc Cua Kịp Chạ Rơn của tôi. Tôi không có nhận dơ đâu. Tôi biết rõ người của gia tộc này. Nhưng với danh nghĩa là người trong gia tộc này, tôi lại không hề biết cô. Cậu Sĩ Ra, hồi nãy cô nói gì hả? Cô nói là cô từng dứt bỏ con trai của dòng họ Cua Kịp Chạ Rơn sao? Đây nè, người thừa kế của dòng Chạ Rơn đang ở đây. Sao ông thấy người ta quen cô vậy hả? Hả?
giận em tới nỗi không nhớ em luôn sao? Cô làm gì vậy? Hay là muốn em nhắc chuyện giữa hai chúng ta cho anh nhớ? Cũng được. Em thấy rất đau lòng khi từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng em chưa sẵn sàng. Lời cầu hôn? Đúng rồi đó anh à. Thì ngày hôm đó anh đã quỳ gối trước ký túc xá Phiêu. Khoảnh khắc đó em không bao giờ quên được. Trời ơi, anh đang khóc đó hả? Anh đừng có khóc mà, em sẽ thấy đau lòng lắm đó. Đừng có khóc mà, anh đừng khóc mà. Đúng rồi, thì ghê quá. Thiệt tình, có chết không vậy ta? Mình đùa hơi quá rồi không? Ôi, mình đã làm cái gì vậy? Ôi. Sao tim còn đập nhanh dữ vậy? Ê, trời ơi, anh làm gì vậy? Ơi ma hả? Dạ. Vào từ lúc nào vậy? Vừa lúc nãy thôi. Tôi đem bộ vest mới cho anh nè. Treo lên rồi đi ra ngoài đi. Đi đi. Dạ. Còn đứng đó làm gì? Ủa Cân Hạnh, con đã về rồi hả? Tại sao con lại nhìn mẹ như vậy? Con đang chờ để báo cáo kết quả. Kế hoạch của mẹ thành công không? Đã có chuyện gì sao? Là... Có chuyện gì sao Rin? Có đôi khi con cũng nghĩ là vì con quyết định ở lại đây với mẹ, có thể là con sai cũng nên. Cần Hạnh, nghe mẹ nói trước đã con. Mẹ định nói là con thấy sung sướng sao? Con rời khỏi cuộc sống của mẹ nhiều năm, mẹ vẫn chưa biết tại sao hả? Mẹ biết Cân Hạnh không thích điều mà mẹ làm đâu, nhưng mà mẹ cũng muốn cho con có lựa chọn mới để thay đổi cuộc đời. Thêm một mối quan hệ cũng không mất mát gì mà. Quan trọng là
Khi chúng ta có tiền, có địa vị xã hội thì sẽ không ai dễ dàng xem thường chúng ta đâu con. Vậy cuộc sống của mẹ thì sao chứ? Thật sự không có ai xem thường mẹ hả? Canh Hạnh, bình tĩnh trước đi cái đã. Bây giờ mỗi người mỗi cảm xúc như vậy thì nói chuyện không được tốt đâu. Canh Hạnh, quay về nhà chờ trước đi. Chú cho người chuẩn bị phòng cho con. Thôi không cần đâu, con ở khách sạn được rồi. Tại sao con phải ở khách sạn chứ? Nhà có phòng mà. Canh Hải à, chú biết con là người thông minh, có chính kiến, chứ không phải là người không biết suy nghĩ và dùng cảm xúc để quyết định như vậy. Chú đang dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa con đồng ý quay về nhà chú đúng không? Chú không có lừa con, chú nói sự thật đó. Chú cũng biết là Canh Hải chưa bao giờ xem chú là ba của con, nhưng mà đối với chú thì con cũng là con gái của chú vậy. Về nhà của chúng ta nghỉ ngơi đi nha. Ở như vậy không hay đâu. Ở đây không hẹn trước là không thể vào gặp được đâu mà. Đúng đó, phải hẹn lịch trước. Thưa cô Chanareti, tôi với lại Rosarin đã cố gắng nói với lại cô ấy là đột nhiên vào đây như vậy là sẽ không không được. Rồi. Xin chào anh, tôi là Chanarati, phóm phong quân công ty KKPP. Rất vui được gặp anh. Việc gặp gỡ kiểu không có phép tắc như vậy mà tôi nên thấy vui mừng à? Tôi biết là công ty của anh đang có kế hoạch tìm kiếm nhà máy sản xuất quần áo cho website mới của anh. Và KKPP là công ty dẫn đầu lâu năm trong ngành này. Nên tôi mới nghĩ rằng nếu công ty của hai chúng ta hợp tác kinh doanh với nhau thì chắc chắn sẽ rất là thành công. Đây là tài liệu giới thiệu về công ty tôi. Công ty KKPP có các loại máy móc tiên tiến nhất trên cả nước, có các nhân viên chuyên nghiệp làm việc và còn có tới 3 thương hiệu liên kết. Thị phần vào năm ngoái của công ty lên tới 37%. Cô từng nghe điều luật 20-80 chưa? 20-80? 20% công ty trên thế giới này tập trung chất lượng, không tập trung số lượng. Đó là GU Center của chúng tôi. Còn 80% kia là những công ty tập trung vào số lượng và không chú trọng chất lượng. Đó chính là công ty cô. Đây là lý do mà tôi không thể nào hợp tác với công ty của cô được. Mọi người, tôi tên cô gái xinh đẹp, là người sẽ báo cáo tình trạng và sức khỏe trong máy này cho các bạn. Tôi biết tên của cô là cô gái xinh đẹp. Lần nào cô cũng nói như vậy trước khi quét cơ thể hết đó. Quét cơ thể của tôi đi, rồi nói xem cơ thể của tôi có bình thường không. Vẫn bình thường à? Vậy vậy mà hả? Coi chừng cho kỹ nha, tuyệt đối không được để cậu ấy trốn.
Thôi cậu Đinh à. Cái gì? Anh, đừng tới đây. Nè, cậu Đinh. Mừng về nhà. Chào mừng cô tới nhà chúng tôi, cô Khân Hạnh. Nè, cô đang làm gì vậy hả Mết Ta? Thì là pháo hoa nhỏ đó. Ông chủ gọi về bảo Mết Ta chuẩn bị phòng ngủ cho cô Khân Hạnh mà. Nên Mết Ta đã chuẩn bị pháo hoa để chào mừng cô Khân Hạnh đó. Xin chào cô Khân Hạnh, có còn nhớ Mết Ta không? Chắc là cô không nhớ rồi. Nhưng Mết Ta vẫn còn nhớ cô Khân Hạnh rất rõ đó. Thôi được rồi đó Mết Ta, đủ rồi đó. Đi lấy hành lý của cô Khân Hạnh trong xe ra rồi đem lên phòng đi. Dạ. Nè, con nghỉ ngơi cho thật khỏe nha. Như chú đã nói rồi đó, con không cần phải ngại gì đâu. Đây là nhà của chúng ta. Vâng. Chú đi làm việc cái đã. Ôi, cô lùi lại đi chứ, đứng chiếm hết đường đi rồi. Thật là bẩn, mới tới ngày đầu đã khó chịu rồi. Người khi nãy chết rồi hả? Người khi nãy vẫn chưa chết đâu, nhưng người ở đây sắp chết rồi. Ý cô là sao đây? Thì có nghĩa là Mết Ta đang nói chuyện với thứ rác rưởi ăn bám đó. Ê, hay là cô đang nói Khân Hạnh? Thôi không sao đâu, tôi hiểu mà. Thật không phân biệt được đâu là rác rưởi, đâu là Khân Hạnh. Giờ giỏi giang ra vẻ mình cao quý, trốn ra nước ngoài vì không muốn ăn bám ba tôi, cuối cùng thì cũng quay lại làm đĩa hút máu ba tôi. Đĩa rác rưởi, cô không thể so sánh tôi vậy được đâu. Tại sao tôi không thể so sánh cô như vậy chứ? Cô và mẹ cô có chỗ nào khác nhau đâu? Có tay có chân nhưng lại ăn bám người khác. Tôi nói là cô không được so sánh như vậy là bởi vì cô so sánh tôi với cái gì thì cô cũng y như vậy. Cô biết tại sao không? Bởi vì hai chúng ta đều là con gái của chú. Cô đâu phải con của ba tôi. Nhưng mà ba của cô lại nói là phải. Dạo mấy xin tôi ở lại trong căn nhà này. Nếu như cô không tin thì đi hỏi ba cô đi. Nè, đừng có đánh nhà. Suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như cô làm vậy thì tôi sẽ làm ra vẻ đáng thương, và lúc đó người trở thành rác rưởi có thể sẽ là cô đó nha. Còn cô Mết Ta, giúp tôi đem hành lý lên phòng đi nha. Có lẽ là sẽ nhiều lắm đó. Được. Nếu cô muốn ở lại đây thì cứ ở đi, cô sẽ biết địa ngục đáng sợ như thế nào. Ủa? 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 Ủa?
Cô chủ bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại. Dừng lại đi anh. Anh tha cho em đi nha. Em cầu xin anh đó. Nha anh, em xin anh. Nhưng đây là nhà của cô Hổm. Tôi tin là não cô còn dùng được. Chắc vẫn chưa quên rằng ngôi nhà này là nhà của ai. Nói chưa dứt lời đã có chuyện rồi. Không hẹn trước với anh sĩ ra, cô không được vào. Anh không muốn mở ra xem một chút sao? Sao cô lấy được chữ ký của Sa Sa? Hạnh phúc giả tạo mà Đinh có được chính là sự lừa đảo. Con vẫn muốn đau thêm hả? Kể từ giờ, người mà cô nên tôn trọng là tôi đây. Vì tôi là quản lý mới của bộ phận marketing. Tôi cũng muốn có tác phẩm này của cô. Nếu anh sĩ ra muốn có thì không khó. Chỉ cần nhận tôi vào công ty thì tác phẩm này sẽ là của anh thôi. Tôi nhận cô vào làm. Today.